Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình cắt sửa lại cái mai này. Đây là một cái mai trắng hay còn gọi là mai nhị đệ đấy các bạn. Về cái lá của nó thì hơi giống lá kem mơ. Cái mai này của một người anh gửi nhờ mình chăm. Và đến bây giờ thì nó lùm xùm như thế này. Cành tán thì không đều. Và mình cũng sẽ cố gắng để chăm sóc và chỉnh sửa để cho nó đẹp hơn. Cây này nói chung là như mình thấy bây giờ thì nó cũng chưa đẹp. Tuy nhiên là mình vẫn cố gắng khắc phục những cái lỗi của nó. Ví dụ như cái mảng này, đây các bạn thấy đây, chỗ này là nó khuyết cành, khuyết hẳn cái mảng này luôn. Còn cái phần bên dưới này là nó lên lùm xùm như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cắt sửa lại. Thứ nhất là mình cắt lại cái vòm tán này. Thứ hai là trong các cái nhánh các bạn, trong các cái phần tán của nó ấy, thì mình sẽ cắt sửa các cái phần nhánh dăm. Còn phần chăm sóc thì cây này đang tốt khỏe mạnh thì mình tưới nước bình thường thôi. Và cắt tỉa xong thì sau khoảng một tuần mình sẽ tưới phân NPK. Bây giờ đầu tiên là mình cắt cái phần bên dưới này. Cái phần sát chân này các bạn này. Nó khá là nhiều cành dăm. Bây giờ mình cắt bỏ cành dăm. Những cái cành ở gốc này thì nó giúp cho bộ rễ phát triển rất mạnh. Tuy nhiên là đến bây giờ thì nó lại làm cho phần bên trên phát triển chậm lại. Đây, ví dụ các bạn thấy chỗ này. Cành này thì là bị khô này. Đây, cành này khô. Cành này đây. Thế nên là mình phải cắt cái phần cành tán bên dưới này cho nó gọn đi. Để giúp cho cái cây này nó điều chỉnh cái phần dinh dưỡng lên. Mời các bạn xem bộ rễ cây này. Cái người mà tạo ra cây này thì tạo một cái bộ rễ như thế này. Và mình thấy nó không tự nhiên. Không biết các bạn thế nào chứ còn như mình thì mình thấy bộ rễ này không đẹp. Cây này có lẽ trước đây là trồng vào một cái bầu túi bóng. Cái chậu nhỏ và sau đấy thì trồng lại thì bắt đầu rễ nó bó buộc như thế này. Nhưng bây giờ thì bộ rễ này mình chưa sửa, mình đang để này đã. Và cái chỗ mà bên đây nó bị khuyết trống nữa các bạn này. Khuyết trống cành đây. Đây, chỗ này khuyết trống cành. Thì mình để lại một cành này để mình làm một cái cây tứ ở đây. Đây, các bạn tưởng tượng cái này. Mình sẽ tạo một cây tứ ở đây. Thì cái cây này sau này nó sẽ đỡ bị khuyết trống cái vùng này. Đấy, mình để lại cái cành này. Tiếp theo mình sửa cái vùng tán thấp này. Thì việc đầu tiên là mình cắt ngắn cành lại. Tiếp theo thì mình mới lọc dăm. Lọc dăm tức là những cành nào chết thì mình cắt bỏ. Mình cắt bỏ những cành chết đi để cái cành mà nó đang tươi nó phát triển nó dễ dàng hơn. Mời các bạn xem gần cảnh đây. Mình nhìn này thôi nhưng mà có những cành chết dăm các bạn ạ. Đây dăm chết đây. Và gặp trường hợp như thế này thì chắc chắn là những cái dăm chết thì mình phải cắt bỏ để cho những cái dăm sống nó lên. Tạm thời cái vùng tầng tán thấp từ đây trở ra thì mình cắt sửa như này thôi các bạn ạ. Vì hiện tại là nó cũng chưa có gì để cắt. Mình cắt sơ bộ thôi. Bởi vì mình còn phải chờ cho những cái mầm nó lên nó được nhiều. Rồi sau đấy là mình tiếp tục mình lọc cái phần phần dăm các bạn. Trước đây người ta làm thì người ta để cái phần tán này là cành chổi. Tức là các cái đầu cành nó lên nó phân chia giống cái chổi ấy. Đấy, người ta lấy nhiều dăm để cho nó nhiều hoa. Còn bây giờ thì mình muốn phân dăm thì mình phải chờ thêm thời gian nữa. Nó có nhiều dăm mình mới phân được. Tiếp theo mình cắt đến cành thấp bên này thì cách làm cũng tương tự như vậy thôi. Mình cắt ngắn bớt các cái phần cành vượt này đi. Tiếp theo thì lọc bỏ cành chết. Chết dăm nhiều. Mới nhìn thì thấy nhiều lá tưởng nó khỏe nhưng mà đến khi mà cắt chi tiết vào thì cũng thấy có nhiều cành chết các bạn.
Từ trên cao nhìn xuống thì nó cũng khá dày. Còn nhìn ngang đây, mình cũng đã cố gắng lọc cho nó sạch sẽ các cái phần cành chết này. Và mình tiếp tục mình nuôi, sau một thời gian nữa nó ra nhiều cành mình lại tiếp tục mình lọc. Và cái này là một lúc thì không thể xong được các bạn ạ. Và phần đỉnh cây thì trước mắt mình cũng chỉ cắt như này thôi các bạn ạ. Tức là mình lọc sạch những các cái cành chết này. Sau đấy cắt ngắn cái phần tán lá và điều chỉnh cho cân đối lại. Cây này lần này mình cắt sửa như này là xong các bạn ạ. Mình cũng chỉ cắt sơ bộ thôi. Tức là mình cắt những cành khô, cành chết này, điều chỉnh lại cành tán, lấy lại sự cân đối. Và lần này thì cũng chưa sửa được nhiều. Tạm thời là như thế này đã. Mời các bạn nhìn từ trên cao xuống này. Mình cắt sửa lại tán như thế này. Mình lấy cho cành tương đối đều và tán tương đối đều thôi. Bây giờ nó bị khuyết bên này thì mình phải chấp nhận thôi. Và mình sửa dần. Đấy, phía này thì được tương đối nhiều cành. Đây, và cái chỗ khuyết cành các bạn thấy là chỗ này. Đây, chỗ này đây. Sau này mình sẽ nuôi cành này lên để cho nó che chỗ này. Và cây này lần này mình cắt sửa như này là xong. Cũng mới được như này thôi. Còn phần chăm sóc thì cũng như các cây khác thôi. Cũng phân bón nước rồi là ánh sáng các thứ thôi. Và mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.